mở cái cả nhà, cho nên ghe tàu đều tập trung lại để chuẩn bị qua cống. Chiếc sáng cạp này qua cống trước nha cả nhà, tại nó lớn. Ở trong này cũng nhiều cả nhà, xà lan, dây dừa rồi. Cửa bắt đầu mở nè cả nhà. Mấy chiếc xà lan lại kéo ra nha cả nhà, chứ giờ nó vướng vậy là thua luôn rồi, không có qua cống nổi rồi. Chỗ này cho xà lan nó bị ngang á. Ừ. Đi chạy. Không được, nó ngược chứ vô bỏ vô cổ. Đó, quà đó. Thôi. Cẩn thận nha. Rồi xong bỏ về nè. Dưới cần này nè. Dưới cái cần kìa. Cẩn thận né nè. Né. Ừ. Dưới chân chân. Thank you.
đó. Chiếc xe cạp nó bị nó không có nổ máy được cho nên nó bị mất lái nha cả nhà. Tai nạn cho chiếc xà lan sắt thẳng nè. Qua cống nước đẩy rồi nó không có nổ máy lên được, nó đụng vô chiếc xà lan sắt này. Ô cá nguy hiểm, trời ơi ghê không, đậu này đó cái đường ra vô nó khó khăn lắm nha cả nhà.